chào các bạn, mình tên là Biên. Phải nói là hôm nay là ngày thứ 3 mình đến với khóa học NLP Practitioner của thầy Nguyễn Trinh Hương. Mình cảm nhận được cái giá trị vô cùng tuyệt vời ở cái khóa học này. Mình cảm thấy là bản thân mình có cái sự đột phá tuyệt vời. Mình vừa thực hiện cái phiên coaching về giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Và cái phiên coaching này giúp cho mình cảm thấy bây giờ mình cảm thấy con người mình rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Cảm thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Như kiểu mình dỡ bỏ được những cái mâu thuẫn mà trước đây nó nằm ở trong con người mình. Thì bây giờ mình đã xóa bỏ đi, xóa sạch, xóa tan hết rồi. Mình không còn một cái gì nữa. Mình cảm thấy thoải mái, tinh thần rất là thoải mái. Mấy năm rồi? 3-4 năm. Và khi còn cái mâu thuẫn trong người bạn cảm thấy thế nào? Mặc dù là mình cố gắng để không nghĩ đến nó nữa, nhưng mà đến cái lúc mà có cái vấn đề gì đấy là nó lại bùng phát lên, mình lại nghĩ đến mà mình cảm thấy điên lắm. Hôm đấy mình không kiểm soát được chính mình ấy. Nhưng mà hôm nay mình được coaching, mình xóa bỏ được hết. Bây giờ mình cảm thấy là trong người mình cảm thấy nó nhẹ lắm, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Chào chị.